Con này là đài bóng đèn anh em của Đức nha. Con này siêu cố này. Quay cho anh em coi nha. Dây của nó này. Này cái loa của nó này. Mấy cái cấu hình này là cố lắm rồi nha anh em. Đài cái tem của nó này, anh em cần thì Google nha. Số series của nó này 8667560. Nó xài bóng tele Phuken nha anh em. Bóng tele Phuken này với lại bóng xi men. Còn cái bóng cao kia là chả biết có thật nào à, của tele luôn này nè. Tele luôn này thấy không? Chém màu bóng đèn nha, này cái lo nó trầm mền kia này. Đây còn cái đây là nắp lưng của nó. Mà khô lắm rồi nha anh em ơi. Con này thì nó nhỏ là siêu nối nè em kìa. Cái này là nút chuyển ba băng tầng này nè. Chuyển băng là đây mình đang nghe FM UK nè. Nhưng mà trong này là nó có một cái lõi để mình xoay nè anh em. Anh em hiểu không? Nhưng mà cái lõi đó nó mất ở đâu rồi. Bây giờ mình muốn xem mà rút ra nè. Ok chưa? Anh em gì chớ cái bánh gì đó nha. Hiểu ý nó không? Nè mình đang dò đài nè. Cũng là mình test chức năng line in sao nha. Tiếng cũng được nha anh em. Cái này nó chưa có anten nữa nha anh em. Cái này rin nó gì mình test luôn á. Dưa hầy nha. Anh em phải làm thêm anten nữa nha. Sẽ tương tác về với văn về giao thông 2028 3999 hoặc là văn về VUV giao thông gạch ngang khu vực. Dạng cái tay nó hơi nặng này, tại vì cái đai chắc lâu ngày nó khó dạng anh em ơi. Tiếp theo trong chương trình đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay, thưa quý vị, nhằm tránh kẹt xe cuối năm ở các công trình trọng điểm, một số rào chắn di dời. Cái này là chính bát trép này. Thuộc nút giao An Phú, thành phố Thủ Đức phải nhanh chóng dọn dẹp rồi mình gắn trước Tết Dương lịch 2024. Với công trình xây dựng hầm chui Nguyễn Văn Nghiêm, quận Bình Thọ, quận 7 giáp huyện Nhà Bè, đại diện chủ đầu tư cho biết đây là khu vực đông đúc xe cộ đi lại hàng ngày, do đó hạn chế rào chắn, chỉ làm ở những đoạn đường sẽ cho thông vận tải. Từ từ mình là W M để mình giữ. Hai em có luôn này nhà em MW này. Giờ mình chuyển sang cái line in này. Đây nó mình coi cái sơ đồ của nó đây này nè. Coi cái thằng này nó vô ngõ nào. Này. Nó có mấy lỗ đây nè. Mấy lỗ đây nha anh em. Coi thử coi bên đây nó đa dòng điện. Này chắc ra loa rồi anh em ơi. Đúng rồi con này anh em. Âu này. Âu nha. Vậy là đang ngõ vô này, đang ngõ ra loa nha anh em. Chỗ đây anten, hai anten. Rồi, ok anh em nha. Đó. Hôm nay giờ bán nhiều tiền nay kêu luôn like cho anh em chơi nè. Con này 3.350.000 nha anh em ơi. Xài nó không lớn lắm đó nha này. Một gan này, hai gan này. Nó chắc 5860 gì đó nha anh em. Nếp lưng đầy đủ nha, nó thiếu cái chỗ dặn ra thôi. Lên nguyên bán nha, hàng Đức gì hết nha anh em. Mày còn nói nó cố, con này cố lắm nha, lo nó cái này, nhìn lo thấy không? Lo nó chắc cũng cỡ khoảng 18 anh em tầm đó nha. Không tới 20 đâu. Rồi, anh em nào chơi thì Zalo số này nha anh em.